Sắp đi tiên nhá, cô Teo bắt đầu. Ok Nên là Sơn Thế Đạo đang phát trực tiếp trận đấu của Trần Việt Phương Bắc Ninh và Nhân Cute. Các bạn đăng ký theo dõi để xem trực tiếp nha. Mạng Ngọc Hùng thành phố Quảng Nam các bạn. Tấn 6 an chốt đã đi.
Mãi 9 thời 8. Mãi 9 thời 8. À đâu, từ từ. Từ từ. Đó, hai tấn. Không không, nó từ 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 đầu rồi, anh kia đi. Đã hô nó khoan trước rồi. Anh vội quá. Nó khoan trước khi mà anh kích chuột là do có phản xạ anh đi. Khoan 8 tấn 4. Khoan 8 tấn 4. À, khoan 8 tấn 4. Khoan, khoan trước khi anh đi rồi nên phải lùi lại. Chốt 1 tấn 1. Đã tấn 1. Bốn năm tấn một. Đã đi. Tường 7 tháng 5. Tường 7 2 à, tường 7 đúng rồi, tường 7 tháng 5 đã đi. Và có nước lạc hơn cái chân này, nước lạc không tròn áp. Thứ 8 tấn 7. Thứ 8 tấn 7 đã đi. Xe 5 bình 4. Xe 5 bình 4 đã đi. Thứ 7 tấn 8. Thứ 7 tấn 8 đã đi. Cơ nó hơi bị vàng không ạ? Thấy nó vàng vàng. Anh Hùng ơi, cho qua lộ tính. Nó khuất mất cái lộ 9 rồi. Rồi, để đi. Rồi, ok. Tốc 5, tốc 1. Tốc 5 đã tấn 1.
là hãy bằng tí tí bằng anh em thi đấu tê tê tí. Tí 8 tấn 7. Mã 8 tấn 7. Cái 5 bình 9. Chỉ 6 tháng 5. Có 1 tấn 1. Xe. Xe 4. Đi 4 tấn 5. Chỉ 4 tấn 5. Mà năm tháng 3. Mạng 5 tháng 3. Đã đi. Mạng
Việt Nam dạo này đá linh kinh quá. Việt Nam dạo này đá khá là linh kinh, thắng những đối thủ rất mạnh. Anh em không được kề máy nhấn nước, ván cờ rất là trà gây cắn. Nhìn cụ tè mở cây rất là hên. Nó nhìn cái bạc nó là biết đỏ lắm. À, Hải đã vào. Hải có 26. Hải xem đã thấy trận này vơi lắm. Pháo 2 mình 6 rất khốc liệt. Xe 2 thôi 3. Đã đi. Mã 2 đã đi. Chương 5 đã đi. Anh em ký từ xong cái dạ trận này rồi, xong cái bán này rồi, hãy lên like.
Xe 2 mình hello. Xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay cơ sở của anh em tiếp tục hỗ trợ tới toàn thể các khách trên toàn quốc thêm một mẫu sản phẩm nữa là bộ bàn ghế ăn chất liệu 100% nhân đang hơn chú Phương gấp đôi thời gian. Bộ bàn ghế này 6 phút hơn 13 phút. Bộ bàn ghế ăn mỗi khách bàn 3 người 8 ghế một bàn. Đây đang đấu giải các bạn nha. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Và tới lúc này cơ sở Hiền Lành tiếp tục hỗ trợ tới toàn thể quý khách. Dạ. Đang đấu được còn đoạn nữa. Bây giờ đến chú Nhân đi. Chú ý thời gian. Dạ đợi em chút. Ra ngoài chưa? Xe 2 bên 6. Xe 2 bên 6 đâu? Tuấn 5 Tuấn 1. Xe 4 bình 3. Xe 4 bình 3 nè. Đã đi. Xe 9 tuần 4. Xe 9 tuần 4.
Xe 3 tầng 4. Chín mình tám, xe chín mình tám đã đi. Sáu tám tầng bốn. Xe 8, 15. Xe 8, 15 đã đi. Anh vừa bắt chân kinh không thua là đúng rồi. Em biết đó thế này chết. Xe 3 thoái 2. Xe 3 đã đi. Xe 8 bình 6 em. Xe 8 vâng. Bình 6 đã đi. Bây giờ là 16 phút 38, nhân là 12 phút 10. Anh em không nhắc nước, là admin ở dưới sẽ làm việc. Mà chị 19 tháng 8. 19 tháng 8 đã đi. Xe 1 tấn 9. Xe 1 tấn 9 đã đi. Xe 8 tấn 7. Xe 8 tấn 7 đã đi. Tốt 3 tấn 1. 3 tấn 1 đã đi. Okay.
Xe 6 bình 7. Xe 6 bình 7 đã đi. Chào chú Dương. Dương rất hấp dẫn. Chờ ốp mà rất hấp dẫn. Báo 6. Báo 4 thôi 4. Báo 4. Báo 4 đã đi. Xe 7 tăng 3. Xe 7 của 3 đã đi. Báo 1 phần 3. Báo 1 phần 3 đã đi. Xe 7 bình 6. Xe 7 bình 6 đã đi. Đường 4, 6 thay 4. 6 thay 4 đã đi. Xe 3 bình 5. Xe 3 bình 5 đã đi. Xe 6 thay 5.
6 tấn 5 bạn đi. Xe 5 9 phút 12 và 16 phút. Xe 5 chào thầy. Anh Hùng tập trung nhá, tập trung em đi nhanh nha anh Hùng nhá. Thì anh đạp anh đi liền cái lúc nào tung gì, anh cứ đạp anh đi thôi. Mã 8 mà không có mã 8. Mã 7 không có mã 8. Mã 7 thôi 6. Mã 7. Mã 7 thôi 6, đã đi. Xe 8, xe 6 tấn 8. Xe 6 tấn 8, đã đi. Hướng tầng 1. Hướng tầng 1, đã đi. 81 bình 7. 01 bình 7 đã đi. Xe 5 bình 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 4. Xe 5 bình 4 đã đi. Xe 6 phải vậy. Xe không có xe 5. Mã 6 tấn 4. Mã 6 phải 7 anh. Đã đi, đã đi. Đường 5 tấn 3, tấn 3, tấn 5 tấn 3. Đường 5 tấn 3 đã đi. Mã 4 tấn 2. Mã 4 tấn 2 đã đi. Tướng Bình Nam. Tướng Bình Nam đã đi. Tường mà tường tường 7 thối không có tường 7. Tường tường 7 tường 7. Tường 5. Tường 5 tấn tường 5 tấn 7. Tường 5 tấn 7 đã đi. Có 3 tấn 2. Có 7 tấn 2. Có 7 tấn 2 đã đi. Tướng thôi 1. Không có tướng 4. Tướng 6 thôi 1, em tướng thôi 1 cho em đọc tướng 4, tướng 6 thôi 1. Như vậy thôi 6. 7 thôi 6 đã đi. Tốt. Tốt. Tốt 7 tấn 1. Tốt 7 tấn 1 đã đi. Tốt 3 tấn 1. Tốt 3 tấn 1 đã đi. Tốt 7 tấn 1. Tốt Phương đã hết giờ rồi. Ok. Chà, là cái này cục biết bao nhiêu lần cục. Đây nè anh chính cũng cả cục lấy cục chứ không phải một cái cục đâu. Đúng là dân gà. Chỗ này chú tấn đây được chơi. Người ta ra chứ mình xe thấy chú đúng không? Vì mã điền đi xe đào cũng bị đào hết. Thứ nhất chiếu đây nè, người ta ra mình ra đây họ thua. Thế giờ cái chỗ này phế xe cũng cục. Phế xe đến đây cũng cục. Cờ này chú phế luôn. Cần gì? Em tính phế xe 1 bây giờ mà em phế xe 7 đi giờ phế xe 7 cho nó an toàn bên mình cái đã. Chú phế luôn đấy, lấy gì một cục. Chú phế luôn đấy. Lấy bình chiếu. Bình chiếu thì vào thôi có gì đâu. Em ăn mã đi. Thì đấy ăn mã đi rồi đánh đây cũng chết. Đấy chỗ này mà ăn mã đi mình đây, cũng mua người ta thói xỉ về cái là mình cục đó ăn. Không giỡn đâu em thấy nước đó rồi. Phảo bình bại nguy hiểm lắm. Có xỉ về là cục đó. Đây đúng không? Chú vào, có gì đâu.
Rồi giờ giờ pháo pháo ăn ăn mạ luôn hay sao? Pháo ăn mạ thì nhảy đây đấy. Nhảy đó người ta thoái xì viên bất cục, thoái xì chiếu bất cục. Người ta chiếu đấy, chúng ta từ chiếu đài nữa. Chiếu đài nữa mình ra. Nhảy đó, mình phê, mình phê cái đó. Phê gương này mình đánh. Chiếu đài người ta lên. Về tông năm, tông năm tháng một cũng chết quá, tông năm tháng một cũng chết, nhưng mà của này để nước phế xe trước hoặc là đánh con nào trước hôm nay mà 8 tháng 6 là cục luôn nhỉ, quấy mình quên nước mà 8 tháng 6 mình đi mà 8 tháng 7 thôi rồi đánh ok đỏ thế và đánh cuối cùng lại dành tàn hay thời gian không chết rồi vẫn hai ok vẫn hai. Rồi em nó dồn vào thế bí, cơ nhân nó mở đỏ quá, buộc phải gồng đỡ. Phải gồng đỡ, đỡ ra giết con xe đầu, chắc con xe rồi. Tức sao để chết thêm con mã nữa, trời đấy mà chú nhân quẳng. Còn chỉ cần một phút nữa thì theo chứ hai phút gì? Theo gì, còn pháo xị mà theo. Em không đánh tất bại em để mà em thủ lại thôi chứ. Quán này cố gắng. Anh em bên dưới công nhắc luôn nhá. Rồi. Bây giờ là trận này là nhân cố lên, hai anh em cố lên, đây là trận quyết định. Rồi. Còn mình thấy tham rồi mình đến tham thôi nha, bỏ đấu xe luôn rồi nè, mình đánh mà bại là một cục luôn nè, mình dở thiệt. Vắng này là âm đi kia, bắt đầu đi bại. Ok anh. Rồi, bắt đầu. Tốt 9 tấn 1. Đã tháng 1. Tốt 3 tháng 1. Đã đi. Tốt 3 tấn 1. Mà 8 tháng 7. Vòng này vòng 4 ngày mai nữa là mình vòng 5, vòng 2 ngày nữa, 3 ngày nữa là sao? Sao em? Làm lại. Vòng 2. Vòng 2 đã. Ngày mai là vào vòng 5, ngày 1 là... Tốt 1. Vòng chung kết. Tốt 1, tháng 1. Tốt 1. Đã tháng 1. 38 tấn 7. 38.
Tường 3 tháng 5. Có 8 tấn 4. Mã 2 tấn 3. Sang 5 bình, bình 4. Mạnh mẽ lên, đọc to lên. Đâu giờ cái đọc nhỏ nhỏ thế. Xe 3 bình 6. Xe 3. Xe 3 hôn bình 6. Một xe 3 bình 6 được, ok, đã đi. Xe 4 tầng 3. Xe 4 tầng 3 đã đi. 6, 8, 6. 6, 8, 6 đã đi. Đường, đường 7 tháng 5. 7 tháng 5 đã đi. Tầng 7 tháng 9. Ba sau tiền 4. Ra ngoài chơi để uống cờ. Tầng 5 tháng 3. Tốt 7 tấn 1. Có 5 bình 4. Cái gì em đọc lại? Có 5 bình 4. Có 5 bình 4, đã đi. Được 5 bình 3. Từ 5 bình 3 đã đi. Năm mạnh mẽ lên, đập to lên, bỏ cái tay ra chứ, à, em che cái tay mới nghe nhỏ. Số 7 tới 5.
từ 7 tháng 5 em. Vâng. Đang 54. Đọc mạnh mẽ lên, mạnh như lúc phát 1 đấy. Mạnh lên. Từ đây mà nhìn nữa anh ơi. Cơ này mà nhìn nữa. Xe 3 bình 6. Xe 3 bình 6. Xe 9 bình 7. Xe 9 bình 7 đã đi là cục tao. Có 5 bình 6. Có 5 bình 6 đã đi. Tướng bình 5. Tướng đã bình 5. Có 6 tướng 5. Có 6 đã đi. Có 2 tấn 1. Có 2 tấn 1 đã đi. Có 6 bình 1. Có 6 đã bình 1. Thắng Nguyễn lên tiếng cho lợi nó đó. Xe pháo pháo 9 bình 7. Cái gì em? Pháo 7 bình 9. Thắng Nguyễn lên tiếng cho lợi nó khỏa ghê. Nó tắt tiếng luôn cái. Ba bốn tấn năm đã đi. Tấn năm tấn một. 35.3. Như thế nó mạnh mẽ như thế phải đọc này. thua mạnh mẽ thế. Ok, chung kết. Mỗi lần tốt là nó lao như thế. Ok, rồi anh em uống nước đi, nhân uống nước giải lao tí đi. Anh cũng đi giải lao đi. Đọc mặt. Rồi em chúc cho em không ạ. Rồi ok. Anh cũng đi giải lao chút đã.
Dạ xin phép ạ. Em đi đóng cửa lại. Tại quảng bố kẹt Miu. Tám tấn bảy em nhìn thấy rồi nhưng mà không cần đi, nó đấy không cần đi nhỉ? Ép người ta làm gì, cứ để người ta đứng hình đấy. Người ta đứng hình đấy. Thế ra thì còn nó cũng thua bung hết rồi anh bảo. Nói chung là mỗi người một cách đánh anh. Nhớ văn cờ hôm mà Thắng Nguyễn làm được còn 30 giây mình làm lên lịch sử đấy. Thắng Nguyễn còn 30 giây mà chích thiệt Lê Lợi và phát thấy ghen Lê Lợi chích đứng luôn. Không nói lên lời chích ác thật. Nói ra hai xe thì anh bảo ai chạy chết. Cờ bắn một nó mở đỏ như thế có 6 quân. 5 quân thì... Rồi anh em kể tiếng Nhật. Rồi ok, bắt tạm đi anh. Bắn chơi em không tăng lương rồi để anh không đánh nhờ. Anh gạt comment đi, nó khỏi thấy. Bắt tạm đi anh không ơi. Hai anh em gạt hết comment đi nghe chú. Gạt chú Nhân và chú. Rồi em gạt hết rồi. Ok chú Nhân. Bắt tham lên không? Rồi chờ tí chờ uống miếng nước rồi. Càng cũng là gặp anh chơi càng quá. Đây đi xem sao bắn chết nè, anh qua anh xem mấy cảnh đây đó, còn sớm. Ok, bắt đầu, bốc thăm. Tứ sĩ tường xe pháo mã như thế, giờ qua bên này. Phương, con sĩ, trời ơi, quá lớn, con pháo, con sĩ đi tiên. Ok, Phương đi tiên. Rồi, bắt đầu, trăng ngọt. Trần trà vắng chết 10 phút, anh em đọc to rõ. Khi quân đã đi rồi không có ở lùi lại được. Ok, bắt đầu. Tốt 7 tấn 1. Tốt 7 tấn 1 đã đi. Đi ra ngoài con. Từ 3 tấn 5. Từ 3 tấn 5 đã đi. Tốt 1 tấn 1. Tốt 1 đã đi. Tốc 1 tấn 1. Pháo 7 thay 3. Đã đi. Tốc 5 tấn 1. Đã đi. Mã 8 tấn 7. Đã đi. Tường tốc 7 tấn 1. Tốc 7 tấn 1 đã đi. Tốc 9 tấn 1 đã đi. Đi chỗ khác chứ. Có 2 tấn 3. Đây là vẫn chết.
đội 3 tấn 5. Đội 3 tấn 5. Mà 8 tấn 7. Xe 5 bình 4. Xe 5 3 bình 4. Xe 7. Xe 7 tấn 1. Xe 7 tấn 1 đã đi. Xe 4 tấn 5. Xe 4 tấn 5 đã đi. Tường 7 tấn 9. Tường 7 tấn 9 đã đi. Xe 4 tấn 5. Xe 4 tấn 5 đã đi. Pháo 8 tấn 3. Pháo 8 tấn 3 đã đi. Xe 4 bình 5. Xe 4 bình 5 đã đi. Xe 6 tấn 5. Xe 6 đã tấn 5. Xe 5 phẩy 2 đã đi. Tốc 7 tấn 1. Tốc 7 đã tấn 1. Có 7 tiên bình 3. Có 7 tiên bình 3 đã đi. Là 1 tấn 3. Là 1 tấn 3 đã đi. Anh em chú ý thời gian. Đây là bắn chết. Xe 5 tấn 2. Xe 5 tấn 2 đã đi. Xe 5 bình 6. Xe 5 xe 7 bình 6. Xe 7 bình 6 đã đi. Xe 7 bình 6 9 tấn 8. Xe 9 tấn 8 đã đi. Tướng 5 bình 6. Tướng 5 bình 6 đã đi. Xe
Mà 2 tấn 4. Mà 2 tấn 4 đã đi. Xe 2 tấn 9. Dạ. Xe 1 tấn 9. 1 tấn 9 đã đi. Pháo 8 tấn 7. Pháo 8 tấn 7 đã đi. Mà 3 tấn 1. Mà 3 tấn 1 đã đi. Số 3 thuê 2. Số 3 cái gì? Số 3 thuê 2. Số 3 thuê 2 đã đi. Xe 6 bình 4. Xe 6 bình 4 đã đi. Năm phút và 3 phút, chú ý thời gian. Đọc này, lát thua thời gian rồi lại nói này nữa nọ. Tốt 5 tấn 1. Tốt 5, 2 tốt 5. Tôi đâm tiền. Tôi đâm tiền tao 1 đã đi. Pháo 7 bình 5. Không pháo 7 không bình 5 được. Pháo 8 bình 5. Pháo 8 bình 5 đã đi. Xe 5 thôi 3. Xe 5 thôi 3 đã đi. Pháo 7 thôi 3. Pháo 7 thôi 3 đã đi. Gian 5 phút và 4 phút, hơn nhau 1 phút. Xe 5 bình 9. Xe 5 bình 9 đã đi. Pháo 7 bình 5. Pháo 7 bình 5 đã đi. Tường 7 tấn 5. Tường 7 đã đi. Mà Xe mà 3 tháng 2. Mà 1 tháng 2. Mà 1 tháng 2 đã đi.
thân thân nhau một phút, chú ý thời gian. Xe 95. Xe 95 đã đi. Con năm bình 6. Con năm bình 6 đã đi. 25 25.1 đã đi. Tốc 3.1 đã đi. Rồi. Hay quá. Rất là hấp dẫn. Đúng như câu nói, 2 không bằng 2. Báo 7/3. Báo 7/3 đã đi. Xe bình xe 4 bình 3. À, xe 3 bình 4. Xe 3 bình 4. Đã đi. Nó sẽ dở nha. Nước xe 3 bình 4 dở quá. Cũng được. Báo 7/3. Báo 7/3 đã đi. Xe 7 phút. Xe 4 bình 3. 4 2 xe 4 đọc. Xe 4 tiên bình 3. Xe 4 tiên đã bình 3. Báo 7 tiến 1. Báo 7/1 đã đi. Xe 3 tấn tấn 3. Xe 3 tấn 3 đã đi. Thời gian là 7:30. Xe 5 bình 8. Xe 5 bình 8 đã đi. Mà xe 3 tấn 1 đã đi. Chú ý thời gian, chú nhân là 8 phút 3 giây. Vậy là 7 phút 40 giây. Thời gian chỉ còn có 1 phút mấy nữa thôi. Tượng 4 tấn 2. Tượng 4 tấn 2 đã đi. Xe 3 bình 4 đã đi. Tướng 5 bình 4 đã đi. Xe bình 6. Xe nào? Xe 4 bình 6. Đã bình 6 đã đi. Tướng bình 5 đã đi. Tốc 1 bình 2. Tốc 1 bình 2 đã đi. Tốc 4 tấn 2. Tướng 2 tấn 4. Tướng 2 tấn 4 đã đi.
Xe 6 tháng 1. Xe 6 tháng 1 đã đi. Đoạn 8 thôi 6. Đường 8 thôi 6 đã đi. Xe 6 tháng 3 đã đi. Rất là hay. Có 2 tháng 7, 3 tháng 6, 2 tháng 6. Có 2 tháng 6 đã đi. Tướng tầng 1. Tướng tầng 1 đã đi. Mã 2.3. Mã 2.3 đã đi. Pháo pháo 8 bình pháo 6 bình 7. Pháo 6 bình 7 đã đi. Rất hay. Đoạn 6.4. 6 thôi 4 đã đi. Xe 6 thôi thôi 3. Xe 6 thôi 3 đã đi. Còn có 30 giây bên phương. Xe 8 thôi 2. Xe 8 thôi 2 đã đi. Xe 6 tấn chiếu. Đọc. Xe 6 tấn mấy? Xe 6 tấn 5 chiếu. Ôi giời okay, ơi bạn cỏ. Chúc mừng chú Nhakote rất hay. Anh like mà là khóc tim luôn. Ôi giờ mới thở được. Ôi, trời ơi. Người like cũng là nín hơi đấy. Anh nín hơi để mà like. Rất chúc mừng. Ê, quá căng, quá hạt. Ôi trời ơi. Mấy cờ này thì khó để rồi. Cờ này cục lâu đâu rồi. Nhưng mà thôi cờ đây thắng là thắng sớm. Thắng là sớm kìa. Em ăn luôn với con tôm đi. Ôi trời, hai rất hay, ok. Rồi là cảm ơn hai nên đã có kiếm một ván cờ rất hay cho khán giả. Nói chung là sốc tim đó, anh like mà cũng không thử luôn rồi. Sao ván cờ mới thử được? Hên ra. Nín thở để like đấy. Sợ nó sốc anh em, nó sốc một phát là khổ lắm ván cờ này. Rất hay, rồi chúc mừng chú Nhân chắc chắn có vậy. Chú Nhân chắc chắn. Rồi chúc mừng Nhân nhá. Có giải thưởng, bây giờ là không còn nhân cô teo nữa mà nhân cô to.